Ở một nơi giữa núi rừng Tây Nguyên, có một ngôi làng bình dị nhưng chất chứa trong lòng mình một khối di sản văn hóa truyền thống phong phú và độc đáo. Từ một mái nhà rông cho đến những ngôi nhà sàn, từ những tập quán lên rẫy làm nương đến những đêm hội cồng chiêng, từ một câu hát khang cho đến những sản phẩm thủ công chỉ riêng người Ba Na mới có. Dường như thời gian và xu hướng đô thị hóa đã bỏ quên ngôi làng này. Đó là làng cổ Con Cơ Tu, nằm bên dòng sông Đắk La huyền thoại. Làng nằm không xa thành phố Kon Tum, nhưng để tới làng phải đi qua con sông Đắk La chảy ngược. Dòng sông này chảy từ phía biển về phía rừng. Người Ba Na giải thích dòng sông chảy ngược vì một chuyện tình buồn của đôi trai gái. Khi tình yêu của họ bị bộ tộc ngăn cản, họ đã quyên sinh trên dòng sông này. Vì làng của cô gái ở phía Tây, làng của chàng trai nằm phía đông, nên con sông đã đổi dòng, chảy ngược để đưa chàng trai đến với cô gái. Cầu treo Con Clo nối liền trung tâm thành phố Kon Tum với các bản làng dân tộc miền núi liền kề. Nhiều người nói đây là cây cầu treo lớn nhất ở Tây Nguyên. Chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng chúng tôi thì thấy được vẻ khỏe khoắn, vững chãi của nó khi nằm vắt ngang một khúc sông vốn được coi là đặc biệt hung dữ mỗi khi mùa lũ về. Làng cổ Con Cơ Tu là làng của người dân tộc Ba Na. Làng nằm trên địa phận xã Đắk Rơ Oa, thành phố Kon Tum. Dân tộc Ba Na là một trong những tộc người lớn nhất sinh sống ở Tây Nguyên. Và Ba Na cũng là tộc người có bề dày lịch sử văn hóa dân gian, với kho sử thi Hơ Mon bất tận, được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Địa bàn cư trú của người Ba Na trải rộng trên khắp các tỉnh Tây Nguyên, nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là ở Gia Lai, Kon Tum. Người Ba Na sống chủ yếu nhờ trồng rẫy và cuộc sống của họ rất gần gũi với thiên nhiên, nên các bản làng thường quần cư ở những bìa rừng, nơi có con sông, con suối chảy qua. Trên đường vào Kon Cơ Tu, chúng tôi cũng đã mục sở thị khá nhiều ngôi làng cổ khác. Nhưng chúng tôi phải vội vã đến Kon Cơ Tu, bởi lẽ ở đó, trưởng thôn A Tào, một người bạn của chúng tôi đang đợi. Vậy là đã tới Kon Cơ Tu, chỉ cách thành phố Kon Tum chừng 10 km. Em ơi, chơi ở nhà anh A Tào. A Tào ơi! A Tào! Chào anh! Chào anh! Chào. Rồi, đây mình bên kênh truyền hình VTC, hôm nay đến đây vừa là tìm hiểu và khám phá chương trình khám phá Việt Nam á, và tìm hiểu về làng mình nhé. Thì nhờ anh A Tào trưởng thôn dẫn anh em đi thăm làng. Với người Ba Na xưa, mỗi khi có khách quý tới nhà, người ta thường dẫn khách đến chào già làng. Đó là một phong tục đẹp, thể hiện sự hiếu khách, sự trọng thị của người Ba Na, không chỉ với khách phương xa, mà với cả già làng. Đó là phong tục được người Ba Na ở Kon Cơ Tu gìn giữ cả trăm năm nay. Dạ,
Nhà ở già có xa đây không? Nhà ông nào? Già làng á. Ông già làng cách đây là 200-300 feet gì đó ông ơi. Ở nhà làng mình còn nhiều nhà sàn đúng không anh? Có nhiều. Thế sao cũng thấy nhiều nhà đất này, nhà xây này. Nhưng mà có nhà xây nhiều chứ mà giờ bây giờ chưa có khả năng xây nhà xây á, nhưng mà bây giờ đang là làm nhà tạm như ở nhà xây thôi, nhưng mà mới mốt nữa có kia thì làm nhà sàn nữa. Thế tại sao bây giờ không làm nhà sàn? Tại vì bây giờ thì khả năng có với bà con như là không có khả năng gì, trong mì thì rẻ quá, rừng giỏi ít gỗ lắm, thì bây giờ nếu mà làm gỗ thì mà hơi tốn tiền lắm, nhưng mà có gỗ nhưng mà không có cái bò, không có trầu, không có xe máy mà đi chợ đi đó, nhưng bây giờ thì làm tạm tạm như thế này thôi. Trong làng còn khá nhiều nhà sàn. Toàn bộ nhà sàn được làm bằng gỗ, tre, nứa hoặc lô ô. Nhà có hình chữ nhật với chiều dài khoảng 10 mét. Mỗi căn nhà thường có 12 cây cột được chia đều mỗi bên để tạo nên sự vững chãi, cân bằng cho ngôi nhà. Vách nhà thường được trét bằng đất trộn với rơm. Để nhà Gia Lang rồi. Gia Lang, Gia Lang tên là gì? A Bành. A Bành. Con chào già A Bành. Để chào mấy con. Dạ, con chào già. Già dạ, khỏe không? Đã khỏe. Con là Trung ở chương trình Khám phá Việt Nam kênh truyền hình VTC. Hôm nay đến làng con Cơ Tu. Mong già là dẫn một con đi giới thiệu về làng mình. Xin con mời. Dạ, con xin già. Con ra ngồi. Dạ. Nước thơm quá, mát quá. Với già làng, nơi tiếp khách trang trọng nhất chính là dưới mái nhà rông. Và ở đó, chúng tôi đã được nghe kể về lịch sử ngôi làng này. Già làng ơi, thì cho con hỏi là làng mình thì có từ bao giờ? Và mọi người sinh sống ở đây như thế nào? Trước năm 1920, làng cũng ở bên con sông này, nhưng cách đây chừng 2 km. Vào những năm 1920 ấy, làng rất đông dân, nhưng rồi đã xảy ra dịch bệnh đầu mùa. Thấy người bị bệnh chết quá nhiều, những người còn khỏe mạnh đã sợ hãi mà bỏ làng ra đi. Thế là mọi người quyết tâm xây dựng lại làng. Ấy là vào những năm 1969-1970 cơ. Và mọi người đặt tên cho nó là Con Cơ Tu, có nghĩa là làng gốc, làng hoang. Từ một làng nhỏ bên bờ sông ngày ấy, đến nay, làng đã đông hơn nhiều rồi. Có gần 110 gia đình và trên 700 người. Làng mình dựng nhà rông như thế nào? Nhà rông ngày xưa nó khác gì nhà rông bây giờ? Ngày đó không có nhiều thanh niên, chỉ có vài người thôi. Mang dồi, mang ngựa vào rừng mà lấy cây to, rồi đan dây, đan lá mà dựng nhà rông thôi. Dựng trong gần 3 tháng mới xong. Ngày xưa trong nhà rông có hai bếp lửa, một dành cho người già, một dành cho thanh niên. Và nhà rông là nơi sinh hoạt chung của cả làng, nên ai cũng giữ gìn. Làng của người Ba Na thường ở ven các con sông, con suối lớn. Xuôi từ bắc xuống nam, phình ra ở giữa, hai đầu thóp lại như cái nơm cá. Trong đó, nhà rông luôn được đặt ở trung tâm làng và những ngôi nhà khác bao quanh. Nhà rông của người Ba Na là công trình kiến trúc độc đáo, là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào. Mỗi buôn làng của người Ba Na đều có nhà rông. Nét độc đáo trong kết cấu nhà rông của người Ba Na nói chung và của làng Con Cơ Tu nói riêng là ở chỗ nó không có vì kèo. Người Ba Na chỉ dùng các dây rừng, dây mây, tre cột
kết nối khung nhà lại với nhau. Nhưng ngôi nhà vẫn rất kiên cố và chắc chắn.